Dạ vâng ạ, và liên tục chương trình hôm nay trong thời gian chờ đợi những ca khúc đăng ký của tất cả vị thì tiếp nối chương trình với tiếng hát của MC ca sĩ rất là dễ thương, duyên dáng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của MC Kim Ngân ạ. Và để tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì Kim Ngân xin được gửi tặng đến tất cả quý vị qua bài hát tiếp theo được mang tên Bên Nhau Đêm Nay, Isino Night. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe qua ca khúc này ạ. Và nhân thể dịp nãy tân gia hôm nay cũng như là mừng sinh nhật cho bé Thứ Hình thì Kim Ngân cũng xin được gửi lời chúc mừng đến cho gia đình và cũng xin được gửi lời mến chúc đến cho quý gia đình và tất cả quý anh chị em, cô chú bác đến đây chung vui hôm nay làm ăn phát tài ạ. Xin được cảm ơn rất nhiều. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe qua ca khúc này.
Rất là cảm ơn tất cả quý vị đã cùng lắng nghe qua ca khúc vừa rồi của Kim Ngân rất là nhiều ạ. Kính thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Kim Ngân đến từ ban nhạc của Điện Tử Sơn. Kính thưa quý vị thân mến, và dự thu cũng xin thay mặt cho tổ chức sự kiện Âm thanh ánh sáng Điện Tử Sơn cũng như là gia đình của anh Trương và chị Thúy Anh, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách quý chúng ta đang có mặt trong buổi lễ yêu thương ngày hôm nay. Chúng ta có nhà ý giao lưu chương trình thì xin hãy cùng đăng ký trực tiếp tại phòng máy cũng như là MC của ban nhạc để sắp xếp cho toàn thể quý vị để cùng được giao lưu quý vị nha. Kính thưa quý vị thân mến, và để liên tục chương trình hát yêu thương ngày hôm nay thì cho phép chủ thu xin gửi tặng cho toàn thể quý vị qua một ca khúc nhạc trữ tình được mang tên Gõ Cửa. Xin mời chúng ta cùng lắng nghe.